Dạ, hôm nay tiếp tục đến nhà vườn của anh Văn Phủ có một số bông trang thần châu và một số hoa giấy tàn, một số phôi cũng giao lưu tới quý cô chú anh chị em ngày cuối tuần thứ bảy ha. Rồi, chào anh Vũ. Rồi, chào anh Thái ha. Chào tất cả cô chú anh chị đến với kênh Pháp Thái TV. Em Văn Vũ ở làng Hoa Sa Đéc. Số điện thoại em giao lưu là 0968 878 912 ha cô chú. Hôm nay trở lại nhà vườn em quay một số bông trang với lại một số bông giấy với lại ngũ sắc năm màu với một số phôi ha cô chú. Thì cảm ơn cô chú đã ủng hộ clip trước ha. Thì để không mất thời gian cô chú thì cái cây số 1 em vô một cây trang vàng lá nhỏ hàng thần chậu ha cô chú. Quả sáu bông cô chú ơi, tàn thông ha. Dạ. Cái này cao khoảng 1m32 đó cô chú ơi. Tán ngang là 75 ha. Cứng búp chân quý cô chú. Này để chiếc cửa cặp là quá ok nha cô chú. Đây 13 hoành nha cô chú. Và nứt nẻ hết trơn ha. Thóc thân là 16 nha cô chú. Cây khá là đẹp nha cô chú. Rồi mã số 1 đem giao lưu giá 400 ngàn nha cô chú. Mã số 1 400 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã số 2 nha cô chú. Quá xá bồng búp cô chú ơi. Cao 1m08 cô chú ơi. Tán ngang là 74 nha cô chú. Đây, đó trên đây ha cô chú. 13 hoành gửi cô chú ơi. Hàng này thóc thân cỡ 20 ạ. Rồi mã số 2 này em xin giao lưu giá cũng 400 ngàn nha cô chú. 400 là em bao phí ship ha cô chú. Rồi số 3 cô chú ơi. Full bông. Dạ. Full bông được gỡ cô chú. Này cao 1m17 ha cô chú. Tán ngang là 85 nha cô chú. Quá xá luôn cô chú ơi. Đây, còn sâu lắm nha cô nè. Lá rụng em để nó thành phân luôn á. 12 hoành gửi nha cô chú, gần 13 ha cô chú. Rồi mã số 3 này em giao lưu cũng bé 400 nha cô chú. Tiếp tục mã số 4 ha cô chú. Cây này tàn rất là mịn và quá thơm. Trời nó đẹp. Đang phun bông. Cao 1m29 cô chú ơi. Tán ngang là 89 lận. Màu vàng may mắn ha. Dạ. Cốt. 13 hoành nha cô chú. Này thoát thân là 22. À. Rồi mã số 4 này em giao lưu giá 450 ngàn nha cô chú. Tiếp tục mã số 5 hay cô chú. Thái vàng. Cao 1m16 cô chú ơi. Tán ngang là 88 hay cô chú. Cỏ lên luôn. 13 hoành cô chú ơi. Và nứt nẻ hết trơn ha. Thốt thăng 15. Rồi mã số 5 này em giao lưu giá 400 ngàn luôn cô chú ơi. Tiếp tục là số 6 hay cô chú. Này cao 1m25 hay cô chú. Tán ngang là 88 cô chú ơi. 13 hoành luôn cô chú ơi. Thóc thân này cỡ 20 á. Cây rất là đẹp nha cô chú. Đó. Rồi mã số 6 này em giao lưu giá cũng 400 hay cô chú. Tiếp tục mã số 7 ha. Em lên một cặp bằng xây nè để cho cô chú lựa cặp cho nó dễ nha. Cao 1m27 hay cô chú. Tán ngang là 87. Quá xá cây này. Cây này còn sâu lắm nghe cô chú. Đó. Em đo trên đây ha. 13 hoành gửi cô chú, khó khăn trên 20 nha. Rồi mã số 7 này em giao lưu giá 450.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục mã số 8 cô chú ơi. Cây Mỹ Cam ha. Hàng này thần rất là lâu ha cô chú. Đó. Còn có một cây duy nhất em xả luôn cô chú ơi. Cao 1m13. Tán ngang 68, hàng đang lên bông búp ha cô chú. Quá xá nó già cô chú ơi. Dạ, dữ lắm già. 12 hoành nha cô chú. Này thoát thân cỡ 40 á. Rồi mã số 8 này giao lưu giá 250.000 cô chú ơi. Tiếp tục mã số 9 cô chú ơi. Cây vàng son Cần Thơ. Vàng son Cần Thơ cô chú ơi. Chuẩn mặt hoa ha cô chú. Đo tới đây thôi cỡ 1m3, 1m4 á cô chú ơi. Cỡ 1m3. Nó em còn được một cặp duy nhất nha cô chú. Tán ngang thiệt 60. Hoành vị trí này là 8,5 hay cô chú. Thoát thân là 36. Chuẩn mặt hoa hay cô chú. Rồi em giao lưu mã số 9 này giá 400 ngàn hay cô chú. Tiếp tục mã số 10 cô chú ơi. Cũng là vàng son Cần Thơ em còn một cặp duy nhất hay cô chú. Quá trời mặt bông ở trên đó. Nó cao tầm khoảng 1m4 hay cô chú. Tán ngang 80. Đây một cốt nha cô chú. Về cô chú không thích chơi hai cái nhánh này cắt bỏ ha. Làm một cốt lên. Quanh đây vị trí là 10,5 ha cô chú. Rồi mã số 10 này em giao lưu giá cũng 400 ngàn nha cô chú. Số 10 400 ha cô chú. Rồi tiếp tục mã 11. Trở lại hồng phấn phất tím ha cô chú. Hàng cũng thần chậu. Cười búp quá xá luôn. Dạ. Cao 1m08. Tán ngang 63 ha cô chú. Màu rất là ngọt ha. Dạ.
hàng thần ha. Bên em là bán hàng thần hết. Hoành 13 hoành cô chú ơi. Cô đế luôn nha. Rồi 11 này em giao lưu giá là 350.000 nha cô chú, 350 ha. Rồi tiếp tục 12 cô chú ơi. Quả bông luôn. Full bông. Cao tới đây là 1m06 ha cô chú. Tán ngang là 65, hàng này bộ đế dữ lắm nha cô chú. Hàng này chậu đỏ đi là em rút chậu nha. Bó bầu cô chú 13 hoành ha cô chú. Hàng thoát thân. Thoát thân tới 30 luôn cô chú ơi. Đó. Rồi mã số 12 này em giao lưu giá cũng 350 nha, hàng này đi là em rút chậu. Đó. Rồi tiếp tục 13 trở lại. Mấy cây bông giấy hay cô chú? Cắm thập tím siêu bông. Dạ, quá trời cây này nó đẹp nè. Cao 1m08. Tán ngang là 74. Tàn tròn xe ha. Đây hoa bông bông lên. Quá xá luôn. Này 13 hoành của chú ơi. Đó, đế nè, khá đẹp nha cô chú. Vừa mới là tròn đặc luôn. Dạ. Đó. Rồi mã 13 này em giao lưu giá 400.000 thôi cô chú ơi. Tiếp tục mã 14 hay cô chú. Đỏ lửa. Đang cứng hòa. Cao 1m08 nha cô chú. Tán ngang là 80 nha cô chú. Bộ đế cũng khá đẹp nha cô chú. Vành vị trí 14 nha cô chú. Đấy, còn sâu ha. Rồi mã 14 này em giao lưu giá cũng 400.000 nha cô chú. Tiếp tục mã 15 ha cô chú. Tím bướm ha. Tím bướm. Dạ. Cao 100. Tán ngang là 60 nha cô chú. Bộ đế quá trời đẹp luôn cô chú ơi. Vành 13 ha cô chú, số đế coi nè, rất là cao cô chú ơi. Rồi mã 15 này em giao lưu giá cũng 400.000 nha cô chú. Mã 15 400 ha cô chú. Tiếp tục 16 cô chú ơi. Vẫn là tím bướm luôn. Dạ. Cao là 101 ha cô chú. Tán ngang là 60 cô chú ơi. Bộ đế coi nè, nhỏ bộ đế quá xá bộ đế, đẹp. Vành 13 cô chú ơi. Rồi mã 16 này em giao lưu giá cũng 400.000 nha cô chú. Tiếp tục mã 17 nha cô chú. Tàn nó gom lắm nha cô chú. Cao là 99 ha, 100 á. Tán ngang là 67 cô chú ơi. Hoành vị trí này là cỡ 14 nha cô chú, cổ đế nè, nó biết nha. Rồi mã 17 này em giao lưu giá là cũng là 400.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục em lên trang ngũ sắc 5 màu nha cô chú. Mã 18 gồm một cặp. Dạ. Yeah. Cặp đi. Cặp ngũ sắc. Quá. Wow. Cao là 65 nghe cô chú. Đây cũng là nói chung là cũng đồng trạng cao 65 hết trơn cô chú ơi. Đó. Tán ngang nó lượt 40 nghe cô chú. Hoành cái nó được 5 nè cô chú ơi. Rồi, đem chi tiết màu nha. Bữa nay nó lên cũng đủ màu hết trơn hay cô chú. Đỏ là 1 nè. Vàng cam là 2 nè. Vàng thường là 3 nè. Bên đây là vàng nghệ là 4 nè. Trắng là 5 nè. Trắng sen nhật là 6 nè. Hàng này cam cà gót là 7 nè. Nói chung cộng cái phôi nó là 8 màu nha cô chú. Đó, hàng này em bao cô chú là 5 màu đấu lên ha. Đó, 5 màu đấu lên. Đó. Đó. Bên đây cũng vậy nha cô chú. Đó. Thì một cặp này em giao lưu giá là 500.000 mã số 18 hay cô chú. Mã số 18 một cặp 500 cô chú ơi. Tiếp tục mã số 19 hay cô chú. Đây, đây gần gần cho cô chú dễ hình dung nha. Quá trời, thằng này lên bông. Nó cao thì cũng cỡ 65-70 cô chú ơi. Tán ngang được 35-40. Đây. Tím sen. Với vàng thường, trắng. Rồi cái này vàng nghệ. Thằng này trang sen nhật. Thằng này cam cà gót. Thằng này đỏ. Em làm hồng phấn 3 màu mở lên bông luôn nè cô chú. Quá trời bông búp nè. Đó. Thằng này là khoảng 7 màu cô chú ơi. Hoành nói chung cũng 4-5-5-6 ha cô chú. Đó, rồi mã 19 này một cặp em giao lưu cũng 500.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục 20 lên ha cô chú. Đó, quá xá bông luôn cô chú ơi. Tàn rất là gom nha cô chú. Đây. Này cao được 72 á cô chú. Đang được 45. Đó, đỏ nè cô chú, 1 nè. Thằng này vàng nghệ 2 nè. Trắng là 3 nè. Trắng sen nhật là 4 nè. Thằng này hồng phấn phát tím nè. Là 5 nè. Bên đây là 5 màu với cộng thêm một cái màu hồng phấn thái 3 màu đó là 6 màu. Sen nhật cánh kép nó lên búp quý không chị? Đó. Nói chung nó lên kẹo búp chân, nói chung bao chú 5 màu ha. Rồi mã 20 này em giao lưu giá cũng 500.000 nha cô chú. Mã 20 500 ha cô chú. Rồi xuống cặp đi, xuống. 2 cây luôn. Dạ, 2 cặp. Một cặp 2 cây ha cô chú. Rồi, 21 lên cô chú ơi. Phôi dễ Mỹ ha. Dạ.
cao là 46 nha cô chú, hàng đâm mầm sống khỏe ha. Nay em thanh lý giá xả cho cô chú mình về chơi. Còn vị trí này là 23 nha cô chú, cũ được 48 cô chú ơi. Rồi mã 21 này em giao lưu giá là 400.000 nha cô chú. Tiếp tục mã 22 nha cô chú, cao là 42 cô chú ơi. Quạnh đâu vị trí này được 23 hay cô chú. Rồi mã 22 này em giao lưu giá là 350.000 cô chú ơi. Rồi 23 hay cô chú. Cao 59 cô chú ơi. Còn vị trí này được 23 hay cô chú. Cũ được 46. Rồi 23 này có giá 300.000 cô chú ơi. Rồi tiếp tục 24 hay cô chú. Cao là 72. Quanh vị trí này là 23 cô chú. Ở dưới đây được 37 này cho chuột cạp. Nhỏ hay cô chú. Rồi 24 này có giá 250 cô chú ơi. Tiếp tục 25 hay cô chú. Cây lên mầm sống khỏe hay cô chú. Cao 55. Quanh vị trí này là 22 hay cô chú. Cũ được 45. Rồi 25 này có giá 350.000 cô chú. 26 hay cô chú. Nhỏ mà nó quái cô chú. Cao 56. Vị trí này được 16 hoành hay cô chú. Ở đây được 36. Rồi 26 có giá 200.000 cô chú ơi. Tiếp tục 27 hay cô chú. Cao là 70. Quanh vị trí này là 23 hay cô chú. Ở dưới đây 41. Cây lên mầm về cô chú ghép nha, sống khỏe. 27 có giá 250.000 nha cô chú. Tiếp tục 28 hay cô chú. Cây này lớn nha. 28 cao là 70 hay cô chú. Quanh vị trí này tới 30 được nha cô chú. Cũ là 57 cô chú ơi. Rồi 28 này có giá 600.000 nha cô chú. Tiếp tục 29 cô chú ơi. Cao 65. Quá trời cái cũ luôn. Quanh 28 lần cô chú ơi. Cũ đây 59. Rồi 29 này em giao lưu giá 500.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục 30 nha cô chú. Cao 84 cô chú ơi. Quanh vị trí này cũng 30 nha cô chú. Cũ là 36 cô chú ơi. Rồi 30 này em giao lưu giá cũng 500.000 nha cô chú. Rồi tiếp tục là 31 nha cô chú. Cao là 70 nha cô chú. Quanh vị trí này là 27 ha. Cũ dưới đây 45. 31 này em giao lưu giá 400.000 cô chú ơi. Rồi tiếp tục 32 nha cô chú. Cao 67 nha cô chú. Quanh lớn nha cô chú. Quanh 35 lận ha. Ở đây được 60. Đây có tình trạng là bị chóc da nha cô chú. Chóc da thì em bán heo chóc da. Nó cái lưng này chóc da ha. Quanh này khá lớn nha cô chú. Rồi 32 có giá 500.000 cô chú ơi. Tiếp tục 33 cô chú ơi. Cây gọng chí C ha. Dạ. Gọng lắc. Hàng này về là ta ghép luôn vẫn được nha cô chú. Cao 78. Quanh vị trí này 26 cô chú ơi. Ôm đế. Ở đây 42. Khá to nha cô chú. Gồng chữ C bán giá rẻ nè cô chú ơi. 33 này có giá là 400.000 cô chú ơi. Tiếp tục 34 ha. Tông một cốt ha, lắc lượng. Cao 97 ha cô chú. Đây, đo dòng eo nhỏ nhất là 22 cô chú ơi. Ở đây là 48. Rồi 34 này em giao lưu giá 300.000 thôi cô chú ơi. Tiếp tục 35. Cây này khá quái cô chú nè. Giá cũng rẻ, không nghĩ ha. Cao là 80. Quanh vị trí này được 22 hay cô chú. Cũ ở đây được 44. Rồi 35 này giá là 300.000 cô chú ơi. Tiếp tục 36 hay cô chú. Dán bài. Cao 1m08 cô chú ơi.
và em đo bên đây 26 ha. Cũ đây được 44 ha cô chú. Rồi 36 này có giá 400.000 cô chú ơi. Tiếp tục 37. Một dáng này đẹp nè cô chú. Cũ quá trời nó đặc luôn. Cao 92. Và anh em đo được vị trí này là 25. Cũ đây 45. Hàng này chuột cạp tay nghe cô chú, không có sao báo vậy ha. 37 này em giao lưu giá 500.000 cô chú ơi. Quá trời. Rồi 38 ha cô chú. Cao 63. Và vị trí này được 17 ha cô chú. Ở đây là 41. Rồi 38 này em giao lưu giá 250.000 cô chú ơi. Rồi tiếp tục 39 ha cô chú. Cái này to xác. Cao 48. Và vị trí này 22. Cái cũ được 45. Rồi 39 này có giá cũng 250 luôn cô chú ơi. Rồi 40 ha cô chú. Cây lên mầm nha cô chú, cao 48 cô chú ơi. Và vị trí này được 21 nha cô chú. Cái cũ được 39. Rồi 40 có giá 400. Ủa, có 40 này có giá 200.000 cô chú ơi. Rồi 41 ha. Thú rồi cô chú. Con này rất đẹp nha. Cao 52. Quá xá luôn. Trời ơi, 38 quành cô chú ơi. Quá trời nó đẹp. Ở đây 50 ha. Đó, có rễ nè. Rồi 41 này em giao lưu giá 800.000 nha cô chú. Rồi 42 ha cô chú. Cây một cốt ha. Dạ. Cây này về cô chồng, cô chú chồng đứng lên gì cũng ok nha. Cao 1m26 rồi cô chú ơi. Đây, đo cái dòng eo này đi. 15 quanh là coi đo cái cốt ha cô chú. Đáng lẽ phải đo đây nè, 44 cái cũ ở dưới đây ha, cũ ở đây được 50 cô chú ơi. Đó. Rồi 42 này có giá 400.000 thôi cô chú ơi. Dáng này cũng khá quái nha cô chú. 43 ha cô chú. Rất lượng. Cao 92 cô chú ơi. Quanh vị trí này được 22. Cái cũ được 42 ha cô chú. 43 này giá 400.000 cô chú ơi. Tiếp tục 44 ha. Cao 1m18 cô chú. Ở đây là 22 hoành ha cô chú. Dưới đây được 41. Rồi 44 giá 400.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 45 ha cô chú. Cao 82. Em đo dòng eo nhỏ nhất nha cô chú, 26 hoành ha. Cái thằng dưới đây được 34 cô chú ơi. Già quá trời nó già luôn. Rồi 45 này có giá 400.000 luôn cô chú ơi. Tiếp tục 46 nha. Cây okay, dáng lắc đẹp nha cô chú. Về chơi dù ha. Dạ. Cao 1m39. Hoành em đo đây được là 32 nha cô chú. Cũ dưới đây được 49. Đây bị chóc da ha cô chú. Nó nhưng mà cũng lành, nó kéo trên cô chú ơi. Em bán sở cô chú luôn, ba mấy hoành. Rồi, mã 46 này có giá 400.000 luôn cô chú ơi. Rồi tiếp tục 47 ha cô chú. Quá xá cây này nó bự, to. Cao 1m21 ha cô chú. Về chơi tông dù ha. 28 hoành nha cô chú. Cũ hết biết cái cũ. Cũ 47. Đây, cái này cũng do chóc da nha cô chú. Bán xả luôn cô chú ơi. Đây, dưới đây cũng không ảnh hưởng gì ha. Rồi 47 này em giao lưu giá cũng 400.000. Quá trời mềm nha cô chú. Rồi tiếp tục 48 ha cô chú. Cái này cao à. Cao cỡ 1m4 á cô chú ơi, có hơn luôn á. 23 hoành ha cô chú. Ở đây được 41. Rồi 48 này em giao lưu giá có 350.000 cô chú ơi. Rồi tiếp tục 49 ha. Quá trời cái khối này đặc mà. Lên mầm về là ghép luôn nha cô chú. 49 cao 1m19 ha cô chú. Đây 28 hoành nha cô chú. Cái rễ hình sắn ốc ha. Dạ. Đây là 49. Quá trời sắn. Con ốc à. Quá trời đẹp nha cô chú. Ở đây có chuột cạp ở đây mà không hành vấn đề ha cô chú. Đó, 49 này em giao lưu giá 500.000 ha cô chú. Rồi tiếp tục 50 cô chú ơi. Rộng chữ C. Cây này về là ghép luôn ok nè cô chú. Cây này cái dáng khá đẹp. Cao 88 ha cô chú. Hoành vị trí này là 24. Cũ ở đây 39 cô chú ơi. Cây này đẹp toàn diện nha cô chú. Đó, rồi 50 giá này cũng 500.000 nha cô chú. Tiếp tục 51 ha cô chú. Rộng này cũng hơi giống chữ C nè. Cao 93.
vành em đo đây được 26 vành hay cô chú. Xuống đây cũ được 38 cô chú ơi. Rồi 51 này em giao lưu giá có 300.000 cô chú ơi, quá mềm. 52 hay cô chú. Hàng em là lên mầm sống khỏe hết trơn hay cô chú. Cô chú mua về cũng yên tâm nha. Cao 1m19. Ở đây được 21 vành hay cô chú. Cũ ở đây được 32. Rồi 52 này có giá có 300.000 cô chú ơi. Tiếp tục 53 hay cô chú. Tâm lắc lượng một cốt cô chú. Cao 1m12. Hoành 79 này được 23 hay cô chú. Cái cũ được 36. Trời ơi. Rồi 53 này em giao lưu giá 300.000 cô chú ơi. Tiếp tục 54 hay cô chú. Gió quá lắc luôn, lắc luôn. Cao 1m27 cô chú ơi. Ở đây được 17 hoành hay cô chú. Ở đây được 38 cô chú ơi. Đó. Rồi cây này bán xả luôn cô chú ơi, 54 giá 200.000 thôi cô chú ơi. Cho cô chú về ghép tông màu cốt, ghép dù rất là ok nha. Đó. Rồi, 55. Cao 1m07. Hoành 79 này 18 hay cô chú. Ở đây được 31, đây do bị chạy chuột cạp gì nè. Đó. Rồi, hai cây này bán xả nha cô chú. 55 giá 200, 54, 55 là giá cây nào cũng 200, bao ship đó hay cô chú. Rồi, cũng là số 55 cũng là cuối clip của em ha. Chân thành cảm ơn cô chú rất là nhiều. Mong cô chú ủng hộ em clip này ha. Dạ. Rồi, hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo ha. Đây là tổng số cây nãy giờ mình báo giá cùng với anh Văn Vũ nha. Hẹn gặp lại quý anh chị vào clip tiếp theo nhà vườn nha.